khán giả kênh Kim Dừa. Đây là một cái bánh trung thu rất là ngon. Có một chị khán giả mời cho anh Đại Nghĩa, anh Trấn Thành đến Trường Giang. Hai ban bây giờ mấy anh cắt ra để mời ekip sản xuất. Mà tại vì ekip sản xuất không ai ăn nên Kim Dừa đem về, Kim Dừa cho con gái Kim Dừa ăn. Tụi em không ai ăn bánh hay không? Đó cái gì cũng ăn mời. Hàng một trang nè. Nè, bạn thân mình bánh về nó còn ăn. Thấy thương không? Làm một trang đó. Ăn gì kem mấy nè. Này bánh trung thu. Ta dắt vàng á. Vàng đó. Đúng miếng này. Gì muốn ăn bốp muốn hỏi mình nghe giả bộ từ chó thử coi nha. Dạ thôi. Cái thân hình vậy đó. Dẹo em nó chơi là một trang này, đây là một trang tất cả những ô đồ Trấn Thành, Trường Giang, Đại Nghĩa. Các anh chị em nghệ sĩ mặc có đẹp xấu là do nó đó. Lên tên là đó. Tên là Linh không mọi người ơi. Tên gái. Hoài Linh. Nguyễn Thị Linh. Hoài Linh, Hoài Linh. Hồ Hoài Linh. Cũng tên nhưng mà hai số phận. Hai số phận dạ. Người ta là nghệ sĩ Hoài Linh, còn này phục trang Hoài Linh. Làm cái công ty cũng lâu lắm rồi đó. Để đi vô đây. Ủa đó. Vô đi. Nó mất một nửa thôi. Nam ăn chưa xong hả? Dạ chưa. Cái gì ăn kem ăn hả? Mắm. Bánh trung thu. Cái bánh này ai vậy anh? Bánh trung thu khán giả mời nè. Ui, sao bánh trung thu mà còn dắt vàng nữa anh? Ca sĩ thì anh nghĩ nên giờ ăn sớm sẽ khác không nổi. Trung thu sớm nha. Ừ, em nghệ sĩ em mình luận em được ăn nè. Không có nhiều khi bánh xong là bánh trung thu á chị. Hay là ăn có gì không? Em ăn bánh trung thu đi anh, em ăn bánh này không nhiều. Em có giờ thấy cái bánh trung thu mà nó dắt vàng chưa? Vàng đó. Anh để đó, tụi em lấy cái vía. Ủa anh cái bảo quản nó còn. Còn cái này anh nói thiệt cho em ăn, nhưng mà lấy cái vỏ về em đi bán không tiền không? Thì không. Làm gì đó. Thương ăn cái thôi. Cứng luôn nó hồn. Chị hay lừa lắm. Anh nói được. Mời ăn cũng không lừa. Nhiều khi có đông quá cho mượn cái kia. Người ăn nhiều quá nó luôn. Cái trứng muối chị nghĩ là thật. Em cứ tin cái trứng muối trước cái đã. Em sẽ chọn nhỏ nhất. Rồi lấy cho mấy anh chị ba cái nước. Anh chỉ sợ là ăn rồi ăn không nổi thôi. Ôi. Đó, ôi đó, cho mình ăn rồi là hát không nổi. Trời ơi. Mất công chương trình này mất nét lắm. Ê, bắt không, bắt không. Người bạn như kêu là cho ăn hát không nổi. Rồi thôi, giờ lấy chút thì đi. Đây. Còn có cái chuyện mà chạy người nhất. Cái này nè, cái băng mạc. Có lẽ là có lẽ là em. Trong thời gian lúc em biết gì. Không ăn hả? Trong thời gian trước thì lúc đó hơi bị tốt. Cái... Là tốt. Stress hả? Dạ. Chết đang là chuyện cái em đi, đi không nói trời mưa lớn tự nhiên rồi, đi đánh đèn đi em lên trước nha mấy bạn. Không đi mới giảm cân thành mới giảm cân thành công ăn miếng đi miếng đi nè miếng nhỏ thôi. Ăn trung thu sớm vậy anh? Sớm. Ai mời vậy? Tôi rất vàng. Ai dám mời mình vậy? Em ăn ruột cái này, em ra gì em đem là tụi vàng bán. Cảm ơn anh. Em cảm ơn. Ủa anh mời bán trung thu sớm vậy anh? Mấy con thân giả. Mấy con giác vàng. Ui. Anh mời sớm vậy? Anh nghĩ giác vàng chứ không biết có giác vàng không biết nha. Khán giả mời. À khán giả mời. Cảm ơn. Giả mời. Nãy dịp lắm anh làm mời trà sữa hết ekip luôn á. Mấy con mời giáp vàng. Nhưng mà tại vì tính đi quay chia nè, lúc đó vô ca rồi. Lúc đó dịp lắm anh lên ngồi luôn rồi, cái không có quay được. Thôi bữa nào cũng vừa ghé tiệm của dịp lắm anh quay giới thiệu quý khán giả nha. Sữa đệ lây đó, ngon lắm, gái cũng vừa phải đội. Em có hay ở trụ sở nào? Em à, em thì em ở công ty chính thôi chứ em ở ngoài dưới không làm. Hả? Dạ. Nhưng mà có khi nào xuống dưới không? Thì khi nào anh xuống dưới thì anh báo em xuống lao xuống dưới với anh. Ok. Chị nói Bình nhắn em. Bây giờ anh chở con ra anh nói với Bình nhắn em. Ủa hả? Dạ. Dạ em có xin contact của trợ lý rồi. Con gái anh, em có kênh chưa? Dạ. Em có kênh YouTube chưa? Em có kênh YouTube chưa? Dạ. Em có nhưng em không hoạt động. Hoạt động đi. Dạ. Con gái bắt đầu em chuẩn bị hoạt động trở lại. Con gái của anh nó tên Trà Sữa luôn. Ôi thế ạ? Mà cái kênh của nó được 100,000 đăng ký á. Rồi anh đặt nữa. Đây là trà sữa luôn. Tên trà sữa luôn. Dễ thương à. Nó đi uống trà sữa quán em nó là vô luôn. Rồi em đi nha. Dạ. Đây là con gì? Mày đứng đợi nãy giờ hả? Nãy thấy mình đi về xong mình quẹo lại vậy. Nó có đợi ăn của thằng. Đợi ăn. Nãy thấy mình đi về tao đi lối khác rồi, nãy đi tới đây tao đi về. Có tao nó đứng đợi mà. Có miếng trung thu mà về đứng đợi hoài. Nè, miếng đi. Trợ lý của anh Trấn Thành.
miếng nhỏ thôi nha. Lấy hết rồi, nó bấm luôn miếng nhỏ. À, cảm ơn anh. Bởi vì thân mình nhỏ quá rồi. Đó, nó ngồi, nó ngồi, đợi nữa kìa. Bữa nay bánh gì mà sao dắt vàng ha anh? Trung thu. À, trung thu nó làm thường mà anh kêu dắt vàng vô cho nó sáng. Cảm ơn anh. Ôi, em có thể đổ với cái gì không? Rớt cái vô, đúng không? Nhưng mà dắt vàng thiệt luôn á. Dắt vàng á. Kiếp tiếng anh ơi. Vàng. Đem về bán vàng á. Không nữa lên. Dạ không, nó vàng mà ăn thử cho gấp cái chạch mà cũng là bự quá. Trời ơi. Thôi. Chị Hồng biết nè. Đây. Đây nhà gì mà anh ngon quá vậy? Rồi. Dạ Hồng ơi. Ở chừa cho nó biên miếng đi chứ hồi hết á. Lâu rồi em mới ăn lại bánh trứng ngu á. Dạ. Dạ. Thôi cho chị ăn cơm miếng đi cho chị. Dạ. Tới đây là hết. Dạ anh làm anh. Hả? Dạ anh làm. Đội này đặt tiệm vàng làm em thôi. Nhà đâu có làm được đâu. Cái này nãy giờ tao mời đứa nào giáo bộ tiệm tóc. Đứa nào cũng ăn. Đội luôn. Một năm chợ được ăn bánh trung thu mà anh chưa. Anh nói rồi hả? Dạ anh ơi, cho em nói chị Hằng. Đâu chị Hằng đâu? Hằng số phần nè. Đây. Đây là kiếp. Quay vô lên hả? Cái này đi. Để cho em một lớp này nè. Dạ hóa được rồi. Mấy hả? Dạ rồi. Này ăn đi. Dạ, nãy mắc cỡ. Nè. Không, em mắc rồi, nãy em lấy rồi. Ủa, lấy rồi hả? Dạ. Đứng đó. Lấy miếng thứ hai vậy? Em ăn xong rồi. Trung thu luôn à, sáng sớm thế. Ăn có hương vị rồi, có hương vị trung thu. Đây một năm bánh khô đủ bài rồi, cảm ơn dạ. À, thí sinh lên rồi nè quý vị. Đây là K2, K3 rồi. Bây giờ là 8 giờ rồi. Chuẩn bị K3. Đây là vừa đang tạo hình cho cái mấy bạn mà chợ. Ở đây là bạn bán quần áo. Này là bán đồ điện. Ủa, bánh cam ngon quá bạn. Cam ngon nè, cam được ha. Được không? Bánh cam ngon luôn á. Lát anh ngồi gần em được không? Đây, anh xin cái bánh cam nha. Tính nhắc luôn. Cái này là sao? Thịt muối. À. Cái này nó nguyên gõ mình. Đang thử miếng ơi. Dạ. Ít thôi, ít thôi. Ở cái đó không có gì ăn không? Nè. Lát. Em ăn lát. Mình trời ơi, rồi xương. Đó. Ngồi anh. Có cái bạn số bộ có để số 7 để gì được chưa? Hả? Bạn số 7 để gì được chưa? Phơi hai bên thôi, phơi đầy chào ấy. Khoảng sao kia nó? Gì khỏi đợi đợi dưới nè. Phơi đầy chào đó nè. Không hả? Cái này góp tốt cho nhiều lắm khỏi nè. Này mấy đường nhiều quá. Nhưng mà ít đồ quá. Cái này là có kia. Trời ơi, ăn trung thu sớm vậy. Ủa này mấy? Này 5 tháng 5. Nói mic vào trong ba khung dừa. Nay 5 năm hả? 5 năm bánh trung thu là đúng bài rồi. Vàng hả? Vàng. Ghê vậy? Anh tìm vàng á. Ghê. Cái này là anh đặt lá vàng đi. Lá vàng luôn hả? Cái này mày vàng bán là ăn lương luôn rồi. Đã mình ăn chết lương luôn à. Cái này đúng vàng lá luôn nè anh Thái ăn đi.
cái này à, của để cho nấm bi nè, nấm bi là đã kêu đưa cho nấm bi nha. Dạ. Ôi vàng này anh. Ừ, để. Dạ. Là anh là nó vô là người nó sang lắm anh. Em là người mình sáng lên đó. Vừa sang vừa sáng lên. Không mình lên. Cuối cùng tôi vừa ăn bánh cam. Cũng gần. Ngon mà. Ngon không? Mà... ở đâu không có này hay vậy? Em làm anh, em đặt á. Còn em đặt cái bánh trước rồi, không phải đem lại chiên vàng cho tôi giác. Thì giác 7 ngày 7 đêm. Bữa tiệm vàng ở Sài Gòn hết rồi. Không phải lấy miếng Hà Nội em vô mà giác mới được cái bánh này. Nên giờ anh đi lỗi cái vàng hay sao mà không có. Nói chung là nhiều cái loại vàng giác không, cái em thấy không minh cho em bỏ. Thì... ê, ê, ê. Em bỏ phải em giác lại, giác đi giác lại, mình vàng dục đúng không? Ngày mùng 5 tháng 5, Tết Đoan Ngọ là bữa nay luôn á. Mà người ta thì ta cúng bánh ú. Cương vừa nhà mình cúng bánh trung thu giác vàng. Hình như nó không có liên quan. Giờ em nói giờ vàng nhiều quá. Giờ mà cái việc nào có khi nào mà tới bánh trung thu, tới mùa trung thu, rằm trung thu nó lại cúng bánh ú lại không? Hôm qua kìa, sinh nhật cái hàng xóm em kìa. Em cho tặng bánh kem giác vàng luôn. Nói chung là vàng. À, có một cái là thường vừa hay giác vàng, nhất là lựu đạn với bơm, thường vừa giác vàng nhiều lắm. Lát ba phải lấy bớt nha, để bà lấy cái khung hình nó đẹp má. Anh lại nhí. Trời ơi, nó đã mập rồi, ba còn cho nó ăn nữa. Chưa cho nó bi, cầm họ hết. Đó, giờ đi xuống nha. Để ghi hình K2 là quý giả, bây giờ nghệ sĩ sẽ họ sẽ lên hát. Dạ rồi, chào tạm biệt quý giả nha, hẹn gặp lại quý giả trong một video tiếp theo. Nói chung có cái bánh là nó vui hẳn lên ha. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại.